Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, 20 tháng 2 năm 1947, 20 tháng 2 năm 2024. Hôm qua ngày 15 tháng 2, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông, huyện Đông Sơn. Cùng tham dự lễ dâng hoa dâng hương có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể cấp tỉnh. Trong không khí trang nghiêm xúc động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, dẫn dắt Đảng, nhân dân Việt Nam làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng danh dân tộc ta, non sông đất nước ta. Cách đây 77 năm, vào ngày 20 tháng 2 năm 1947, với tầm nhìn chiến lược về đất và người xứ Thanh, vùng đất địa linh nhân kiệt với hào khí cách mạng kiên cường, có vị trí chiến lược quan trọng của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt núi băng rừng từ chiến khu Việt Bắc về thăm đồng bào, đồng chí tỉnh Thanh. Ngay trong lần đầu tiên về thăm, Bác đã gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao đối với Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu. Sau lần về thăm Thanh Hóa năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn 3 lần về thăm tỉnh Thanh vào các năm 1957, 1960 và 1961. Điều này đã thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc cũng như sự kỳ vọng lớn lao của Bác đối với Thanh Hóa, đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Hóa quyết tâm chiến đấu, lao động, hết lòng vì lý tưởng độc lập cho dân tộc và xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng trong tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc, xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh trong nhóm dẫn đầu của cả nước, một tỉnh giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Cũng trong ngày hôm qua, ngày 15 tháng 2, tức là ngày 6 tháng Giêng, tại khu vực nút giao Đông Xuân, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024. Dự lễ phát động có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phát huy truyền thống tốt đẹp, mùa xuân là tiết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân, và đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Thanh Hóa luôn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng không chỉ cho hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh. Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã trồng được 24 triệu cây xanh, đạt 69,6% kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Riêng năm 2023, Thanh Hóa đã trồng được trên 12.000 hectare rừng tập trung và hơn 6 triệu cây xanh phân tán. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu trồng mới được trên 10.000 hectare rừng tập trung và 6,2 triệu cây xanh phân tán. Riêng trong dịp Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn, phấn đấu trồng được 3 triệu cây xanh. Cùng với việc trồng các loại cây mới phù hợp với thổ nhưỡng, cấp ủy, chính quyền, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trồng cây gây rừng trong mỗi tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Duy trì và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, toàn dân trồng cây trồng rừng, gắn với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.
Chiều qua, câu lạc bộ Hàm Rồng đã tổ chức mừng Đảng, mừng Thọ, mừng Xuân Giáp Thìn. Dự buổi lễ có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh. Mừng Thọ đầu xuân đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Và từ khi thành lập đến nay, hàng năm câu lạc bộ Hàm Rồng đều tổ chức lễ mừng thọ cho hội viên nhân dịp năm mới. Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương trên hành trình phát triển và có nhiều đổi mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã gửi tới các hội viên câu lạc bộ Hàm Rồng cùng người thân lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc tốt đẹp nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới trong nước có nhiều khó khăn thách thức và nhiều vấn đề phát sinh khó đoán định, nhưng cùng với cả nước, đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu. Vì vậy, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong năm 2023 và thời gian đầu năm 2024. Kết quả này đã làm cao dày thêm thành tích của tỉnh và tạo tiền đề động lực mới để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên hành trình mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh Thanh Hóa vừa đón một cái Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và nghĩa tình. Trong đó, nhân dân phấn khởi vì sản xuất nông nghiệp được mùa, được giá, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động hết công suất, đồng bào sinh sống trên sông có nơi ở ổn định trên bờ, nhiều hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc được khôi phục và tổ chức, thu hút được đông đảo người dân tham gia, tạo sự gắn bó trong tỉnh làng nghĩa xóm. Năm 2024 được tỉnh ủy xác định là năm bản lề, là năm tăng tốc bứt phá và về đích thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Vì vậy, toàn tỉnh sẽ tập trung bắt tay vào công việc ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu, với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng từ 11% trở lên. Toàn tỉnh phải tiếp tục giữ vững ổn định chính trị từ tỉnh đến cơ sở, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, tiếp tục xây dựng đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đặc biệt là chuẩn bị thật tốt cho đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Để hoàn thành mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh kiểu mẫu, cùng với việc đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa phải đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ tốt thời cơ vận hội, vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Trung ương và của cấp mình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, trao truyền kinh nghiệm, tri thức của các thế hệ lãnh đạo đi trước, những người đã kiến tạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương từ những ngày còn trong gian khó, để lại cơ đồ cho thế hệ hôm nay. Và thế hệ hôm nay sẽ quyết tâm thực hiện thành công di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu. Trong không khí đầm ấm, thân tình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao bằng mừng thọ cho các hội viên câu lạc bộ Hàm Rồng tròn 95 tuổi. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và đồng chí Phạm Văn Tích, chủ nhiệm câu lạc bộ Hàm Rồng, trao bằng mừng thọ cho các hội viên câu lạc bộ Hàm Rồng tròn 90 tuổi. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao bằng mừng thọ cho các hội viên câu lạc bộ Hàm Rồng tròn 85 tuổi. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo câu lạc bộ Hàm Rồng đã trao bằng mừng thọ cho các hội viên câu lạc bộ Hàm Rồng tròn 70, 75 và 80 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 15 tháng 2 là ngày đầu tiên cả nước bắt đầu trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Không khí ngày làm việc đầu tiên tại các cơ quan hành chính nhà nước diễn ra nghiêm túc, khẩn trương, duy trì nề nếp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ sau Tết. Ngay trong buổi sáng ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa đã có rất đông công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Tất cả các bộ phận từ hướng dẫn ban đầu, tiếp nhận hồ sơ của các ngành đến bộ phận trả kết quả đều bố trí đầy đủ cán bộ trực thực hiện nhiệm vụ. Không khí làm việc diễn ra nghiêm túc, khẩn trương, mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Chỉ trong buổi sáng ngày 15 tháng 2, toàn tỉnh đã tiếp nhận 334 hồ sơ qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Trong đó, riêng Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh tiếp nhận 133 hồ sơ, tập trung chủ yếu vào thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp và cấp đổi cấp lại giấy phép lái xe. Đầu năm thì tôi có đi làm giấy tờ tư pháp số 1 để đi xuất khẩu lao động. Thì bên các anh chị ở đây cũng chỉ bảo tận tình những cái thiếu sót và thắc mắc để tôi khỏi phải đi lại. Tôi đến làm xin giấy tư pháp số 2 cũng được bên
bàn đón tiếp và hướng dẫn rất nhiệt tình và làm rất thuận lợi. Được giới thiệu làm, khi mình chưa hiểu thì hướng dẫn mình làm rất cặn kẽ. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố và bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính cho công dân diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Đầu xuân năm mới vào ngày 6 thì anh em đã thực hiện nghiêm túc, đến giờ hành chính đã làm việc và yêu cầu là giờ mùa đông thì là 7 rưỡi, nhưng riêng bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả thì yêu cầu là 7 giờ 15 anh em, chậm nhất là 7 giờ 15 phải có mặt để chuẩn bị các cái hồ sơ sổ sách như là chuẩn bị để tiếp công dân đúng giờ theo quy định. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải giải quyết cho thật chú đáo, nếu mà còn chưa công dân chưa rõ các cái thủ tục thì có thể là đang ở các phòng ban thì phải trao đổi với các phòng ban để giải thích và trả kết quả cho đúng kịp thời. Trong những ngày đầu tiên của năm mới thì tất cả cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan phường Ba Đình đều phải có mặt đầy đủ để làm việc và thực hiện trong cái khí thế của khẩn trương, nghiêm túc. Riêng đối với bộ phận một cửa thì phải thực hiện trực thường xuyên, không kể là ngày nghỉ hay là Tết, để giải quyết các cái thủ tục hành chính cho công dân. Tết Nguyên đán vừa kết thúc, nhưng với tinh thần làm việc nghiêm túc, không vì dư âm của Tết mà sao nhãng công việc, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính trong tỉnh đã khẩn trương bắt tay vào làm việc. Mọi hoạt động quản lý nhà nước đã trở lại bình thường, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, với mục tiêu giải quyết kịp thời, nhanh chóng các giao dịch của công dân. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức ra quân sản xuất kinh doanh với khí thế khẩn trương, sôi động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Đúng 7 giờ 30 phút, hơn 1.000 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn 888 đã có mặt tại nhà máy cùng tham dự các hoạt động ra quân sản xuất đầu năm. Trong ngày trở lại làm việc đầu tiên, ban lãnh đạo công ty đã tổ chức lì xì tặng quà cho người lao động đầu năm, tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng, tham gia trồng cây xanh, tạo khí thế ra quân hào hứng sôi nổi. Tiếp đó, các công nhân đã bắt tay ngay vào sản xuất những đơn hàng đầu tiên. Phấn đấu năm 2024 sẽ sản xuất và xuất khẩu hơn 2,5 triệu sản phẩm dệt may. Đầu năm mới thì chúng tôi đi làm thì hôm nay là không khí là rất vui vẻ. Và mong muốn của bản thân chúng tôi là năm nay công ty sẽ đạt được nhiều đơn hàng. Về phía bản thân tôi thì cũng sẽ cố gắng là đẩy năng suất để mình tăng thêm thu nhập. Ngay trong ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ban lãnh đạo nhà máy bê tông liên doanh Việt Nhật Quảng Thịnh cũng đã dành thời gian gặp mặt, chúc Tết, động viên các cán bộ, nhân viên, người lao động hăng say làm việc. Trải qua một năm 2023 nhiều khó khăn thách thức, doanh nghiệp lại càng thêm trân quý những cơ hội có được để quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra trong năm mới 2024. Mục tiêu chúng tôi phấn đấu là vượt kế hoạch đặt ra khoảng 120% so với năm 2023. Chúng tôi không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao máy móc thiết bị để hạ giá thành và thúc đẩy cho thị trường được cái sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất. Năm 2024, Thanh Hóa đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,9% trở lên, giá trị xuất khẩu đạt 6 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp đều phải chủ động linh hoạt các giải pháp, duy trì ổn định sản xuất, đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển thị trường. Năm 2024 thì chúng tôi đặt ra mức là tăng trưởng từ 15 đến 20%. Và để đạt được mục tiêu này thì toàn thể cán bộ công nhân viên và ban lãnh đạo công ty cũng đang rất là quyết tâm và đưa ra các giải pháp từ tiết kiệm rồi trong chi phí để đưa ra các giá thành tốt nhất. Và đồng thời đối với công tác kinh doanh thì chúng tôi cũng đã đẩy mạnh hơn nữa cái việc marketing được quảng bá thương hiệu. Trong quý 1 năm 2024 thì chúng tôi cũng đã phải nhập và chuẩn bị đầy đủ các nguyên vật liệu ở trong kho. Cái thứ hai nữa là lắp đặt một số những cái máy móc công nghệ mới và tăng cái công suất của nhà máy để làm sao để đảm bảo được cái vấn đề về chất lượng của sản phẩm cũng như là theo kịp được những cái kế hoạch sản xuất của năm mới năm 2024. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, có một số doanh nghiệp vẫn hoạt động xuyên Tết. Từ ngày mùng 4 Tết đến nay, nhiều doanh nghiệp đã ra quân sản xuất và dự kiến trong từ 1 đến 2 ngày tới, tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt bước vào sản xuất kinh doanh. Với khí thế khẩn trương sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới, các doanh nghiệp đều đang nỗ lực, quyết tâm và kỳ vọng về một năm mới khởi sắc. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã trở lại hoạt động với không khí giao dịch khẩn trương sôi động.
với mục tiêu khơi thông dòng chảy tín dụng, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Ngay từ đầu năm, các ngân hàng đều quyết tâm cao nhằm sớm hoàn thành kế hoạch mục tiêu đã đề ra. Mở cửa hoạt động trở lại sau nghỉ Tết, hầu hết các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có lượng khách hàng đến giao dịch đông, tập trung chủ yếu là các giao dịch gửi tiết kiệm, mở tài khoản, chuyển tiền, nộp tiền vào tài khoản, chuẩn bị cho kế hoạch phương án sản xuất kinh doanh mới. Theo các ngân hàng thương mại, dù hiện nay giao dịch qua ngân hàng điện tử phát triển mạnh, nhưng nhiều người dân vẫn lựa chọn đến giao dịch tại quầy với mong muốn, hy vọng có được nhiều may mắn, sung túc, đủ đầy trong năm mới. Có một chút tiền trong năm cũ cũng như là đầu xuân năm mới thì đến ngân hàng để gửi vào ngân hàng để một cái lãi suất cũng như là cái tiết kiệm đầu năm mới thì mong sao để cho sang năm 2024 này nó có phát triển tốt hơn. Với thanh khoản dồi dào, ngay từ đầu năm, các ngân hàng đã tập trung triển khai giải pháp tăng trưởng tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đồng thời hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng là xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng phù hợp với từng đối tượng khách hàng và thị trường, nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp, nhất là các nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp, phục vụ đời sống tiêu dùng của người dân. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cũng như là Vietcombank Trung ương, thì tại Vietcombank chi nhánh Bắc Thanh Hóa thì chúng tôi cũng triển khai đồng bộ các cái chính sách ưu đãi tới quý khách hàng, tới người dân, đặc biệt là các cái chương trình liên quan đến tăng trưởng tín dụng. Và thực hiện cái chỉ đạo của Vietcombank Trung ương thì năm nay Vietcombank chi nhánh Bắc Thanh Hóa cũng đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng ít nhất là 12%, và đi cùng với đó là các cái gói chính sách tín dụng tới các ngành nông nghiệp, lâm thủy sản và các ngành cho vay vốn ngắn hạn kinh doanh. Thì để đáp ứng được các cái nhu cầu của khách hàng thì là chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực cũng như là các món quà đầu xuân để phục vụ đầy đủ cho khách hàng. Ngân hàng An Bình chúng tôi cũng chuẩn bị được đầy đủ các cái nguồn lực và cũng muốn đẩy mạnh cái doanh số cho vay ra cũng như là huy động vào với các cái sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để năm 2024, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt chính sách về tài chính ngân hàng, đưa dòng vốn vào khu vực sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phục hồi, tăng trưởng kinh tế. Để khắc phục tình trạng thiếu máu đang diễn ra trầm trọng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngành y tế Thanh Hóa đã phát động lễ hội hiến máu tình nguyện Giọt Hồng Blue Trắng năm 2024. Lễ hội hiến máu tình nguyện Giọt Hồng Blue Trắng năm 2024 được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chương trình diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 2. Năm nay, tình trạng thiếu máu diễn ra trầm trọng trong những ngày Tết và sau Tết. Do đó, bệnh viện đã tuyên truyền vận động tất cả cán bộ, nhân viên y tế, người lao động đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu. Dự kiến có khoảng hơn 1.000 người hiến máu. Đây là năm thứ 6 liên tiếp và tôi tham gia hoạt động hiến máu đầu xuân Giọt Hồng Blue Trắng. Trong năm thì tôi là như các nhân viên y tế khác đều là định kỳ hiến máu 3 tháng một lần. Đây cũng là một dịp rất là vui chào xuân mừng năm mới, nhưng cũng là rất là tự hào khi là một nhân viên y tế tôi cũng góp phần tham gia là cống hiến cho cộng đồng. Chúng tôi đã tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động hiến máu để cung cấp bổ sung nguồn máu cho ngân hàng máu phục vụ khám chữa bệnh cho người dân trong toàn tỉnh. Đây là một lễ hội hàng năm được tổ chức thường niên với sự tham gia hết sức là nhiệt tình và nỗ lực của cán bộ, viên chức, người lao động với hy vọng một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Lễ hội hiến máu tình nguyện Giọt Hồng Blue Trắng năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Ban tổ chức đặt mục tiêu huy động hơn 7.000 cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tham gia hiến máu, dự kiến tiếp nhận khoảng 1.750 đơn vị máu. Đây là hoạt động thường niên của ngành y tế, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị sau Tết Nguyên đán. Ghi nhận tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, số lượng bệnh nhân đi khám điều trị sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tăng mạnh. Các bệnh viện phải bố trí thêm nhiều bàn khám bệnh và tăng cường nhân lực cho các khoa trọng điểm để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Tính riêng trong buổi sáng, khoa khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hơn 700 bệnh nhân, tăng khoảng 30% so với tuần trước kỳ nghỉ Tết. Dự đoán trước được tình hình nên bệnh viện đã tăng cường thêm phòng khám, điều động nhân lực hỗ trợ công tác khám điều trị tại một số khoa trọng điểm. Lãnh đạo bệnh viện cũng như lãnh đạo khoa khám bệnh đã
triển khai tăng cường thêm các bàn khám, đưa mình số bàn khám lên trên 40 bàn và phòng công nghệ thông tin cũng như các phòng chức năng cũng đã hỗ trợ khoa khám bệnh đón tiếp bệnh nhân sáng sớm, ngay từ sáng sớm. Qua đó thì số lượng bệnh nhân khám chủ yếu là các mặt bệnh về tiêu hóa, các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường và hô hấp. Ghi nhận tại nhiều bệnh viện trong tỉnh, số lượng bệnh nhân khám, điều trị ngoại trú và nội trú trong ngày hôm nay tăng đột biến so với thời điểm trước nghỉ Tết. Theo các bác sĩ, nguyên nhân là do chế độ ăn uống, ngủ nghỉ không điều độ, lạm dụng rượu bia trong những ngày Tết khiến nhiều người mắc các bệnh về tiêu hóa, hô hấp, tim mạch. Ngoài ra, nhiều bệnh nhân trì hoãn đi khám, điều trị bệnh trong những ngày Tết nên sau kỳ nghỉ, lượng bệnh nhân tăng mạnh. Đến thời điểm hiện tại thì số lượng bệnh nhân nội trú là 700 bệnh nhân, trong đó là một số khoa là trọng điểm là số lượng bệnh nhân vẫn tăng nhiều như là khoa hô hấp, khoa nội dị ứng, khoa nội tổng hợp, khoa ngoại chấn thương và đặc biệt là ở khoa khám bệnh. Thì tới thời điểm sáng nay là số lượng bệnh nhân khám là hơn 500 bệnh nhân. Cũng biết được cái lưu lượng bệnh nhân sau khi nghỉ Tết sẽ gia tăng, thì khoa khám bệnh đã tăng cường bố trí các phòng tối đa và điều thêm một số cái nhân lực ở các khoa bác sĩ lâm sàng xuống để hỗ trợ cùng để làm sao mà bệnh nhân khám được lưu thông tốt. Dự kiến là trong bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi là số lượng bệnh nhân sẽ tăng dần, vì là trong dịp Tết thì những cái bệnh nhân mà mãn tính, những bệnh nhân đã khám rồi mà người ta đến hẹn để khám, ví dụ như tiểu đường, huyết áp, biếu cổ thì người ta sẽ quay lại, các bệnh nhân đấy sẽ quay lại để khám và lấy thuốc, cấp thuốc, điều trị trong tháng. Còn bệnh viện thì cũng đã chuẩn bị mọi cái phương tiện, mọi cái cần thiết, các cái phương án cần thiết để phục vụ cho bệnh nhân, ví dụ như là thuốc, vật tư, hóa chất và nhất là lực lượng y bác sĩ. Các bác sĩ khuyến cáo, ngay sau kỳ nghỉ Tết, mỗi người cần thiết lập lại chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học. Đối với những người mắc bệnh mãn tính thì nên đi khám, kiểm tra sức khỏe để kiểm soát các yếu tố nguy cơ có thể làm bệnh diễn biến nặng. Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh hoạt động ổn định, thông suốt, không ghi nhận cuộc tấn công mạng gây hậu quả nghiêm trọng và không để xảy ra nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin. Trong những ngày nghỉ Tết, hệ thống theo dõi giám sát an toàn thông tin tỉnh Thanh Hóa vẫn hoạt động liên tục nhằm phát hiện và phân loại các đợt tấn công mạng, các máy tính của cơ quan, đơn vị bị lây nhiễm mã độc hoặc có kết nối nguy hiểm đến các tên miền độc hại trên internet. Nhờ vậy, các vấn đề bảo mật được xử lý nhanh chóng, không để ảnh hưởng đến hoạt động các hệ thống và không xảy ra tình trạng mất cắp dữ liệu. Thì nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của tỉnh cũng như của người dân trên không gian mạng, thì chúng tôi triển khai đồng loạt các giải pháp. Cụ thể như là, thứ nhất là đối với con người thì chúng tôi tăng cường cái bộ phận để thường xuyên theo dõi, trực và giám sát 24/7 nhằm phát hiện từ sớm từ xa các cái nguy cơ cũng như là các cái dấu hiệu tấn công để có một cái biện pháp mà xử lý kịp thời. Ở cấp cơ sở, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, theo hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đã được phê duyệt, gần 900 cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã triển khai đầy đủ biện pháp bảo vệ, tập trung vào rà soát, kiểm tra và bóc gỡ các phần mềm độc hại cho toàn bộ máy chủ, máy chạm trong hệ thống mạng, khắc phục triệt để các lỗ hổng bảo mật, đặc biệt là lỗ hổng từ hệ điều hành Microsoft. Công tác đảm bảo an ninh mạng được các đơn vị quán triệt đến tất cả cán bộ, nhân viên chứ không coi là nhiệm vụ của riêng cán bộ công nghệ thông tin. Ủy ban tỉnh cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan là nâng cao cái tinh thần cảnh giác, thường xuyên là thay đổi cái mật khẩu trên các cái phần mềm đã được phân quyền để đảm bảo được an toàn bí mật. Về phía các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Internet, ngoài triển khai các giải pháp công nghệ, trang cấp thiết bị ngăn ngừa hacker, khai thác các điểm yếu thông tin để xâm nhập trái phép hoặc phát tán thông tin xấu, độc, 100% nhân lực công nghệ thông tin cũng đã được chia ca làm việc trong suốt kỳ nghỉ Tết, đảm bảo duy trì đầy đủ cán bộ để hỗ trợ và khắc phục sự cố kịp thời. Chúng tôi tăng cường nhân lực xử lý kiểm tra, gỡ bỏ các phần mềm độc hại cho máy tính của khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet của VNPT Thanh Hóa và có địa chỉ IP nằm trong danh sách IP mạng botnet được Trung tâm An toàn Thông tin của Tập đoàn VNPT rà soát và cung cấp. Tôi đã thực hiện sao lưu dự phòng toàn bộ dữ liệu theo định kỳ và theo thời gian thực để lưu trữ tại nhiều địa điểm khác nhau, đảm bảo khả năng khôi phục dữ liệu tại các thời điểm khác nhau. Hiện nay, hầu hết các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh đã được kết nối liên thông với hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia.
Do đó, các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin sẽ được thực hiện và duy trì liên tục, không chỉ trong thời gian lễ, Tết, nhằm thiết lập nhiều lớp bảo mật, duy trì hoạt động ổn định của toàn bộ hệ thống thông tin, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ quản lý nhà nước và công cuộc chuyển đổi số. Trong những ngày tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đông Sơn sẽ tiếp tục kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông. Mục tiêu là duy trì an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội. Những ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên tuyến quốc lộ 47 đoạn qua huyện Đông Sơn, lưu lượng người và phương tiện du xuân lễ hội tăng cao. Tình trạng người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, lao đèo nhiều người, phóng nhanh vượt ẩu diễn ra khá phổ biến. Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Đông Sơn đã bố trí tổ công tác tuần tra lưu động trên các tuyến đường, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông như người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, đèo 3, đèo 4. Đối với các trường hợp vi phạm, tổ công tác lập biên bản, tuyên truyền giáo dục pháp luật để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định. Chúng tôi đã phân công lên lịch, cụ thể phân công cho từng tổ công tác là đối với các tuyến đường lên xã lên thôn, kết hợp với công an các xã là không nghỉ những kể cả đêm, tăng cường làm nồng độ cồn đối với ban đêm, ban ngày thì xử lý các hành vi lạng lách đánh võng rồi là 3 là 4 tham gia giao thông trên các tuyến đường. Với cái tinh thần trách nhiệm cao thì lực lượng giao thông Đông Sơn là đến nay cũng đã xử lý trên 30 trường hợp vi phạm đối với nồng độ cồn. Qua thực tế kiểm tra của Công an huyện Đông Sơn cho thấy, một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm. Khi thấy lực lượng chức năng thì quay đầu bỏ chạy, gây nguy hiểm và mất an toàn cho những người tham gia giao thông. Đây cũng là thực trạng gây khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Một số đối tượng là thanh thiếu niên rất nguy hiểm. Khi phương tiện là tham gia giao thông rất đông, mà để anh em dừng để bắt được một trường hợp không mũ là rất khó khăn, bởi vì các trường hợp này thường là khi thấy lực lượng chức năng thường là quay đầu, và đồng thời là có những trường hợp là không quay đầu thì lạng lách đánh võng trước đầu xe ô tô, dẫn đến là lực lượng chức năng là rất khó xử lý đối với trường hợp này. Thì để làm tốt cái lĩnh vực này thì đề nghị các cấp các ngành cùng ra quân để mà tuyên truyền và tăng cường cái việc xử lý nguội bằng cách là ghi lại các hình ảnh, truyền tải đến các cái công an xã phường địa phương và đến tận nhà để mà lập biên bản xử lý, thì mới chấm dứt được cái tình trạng là đối với thanh thiếu niên là đi xe không đội mũ và lạng lách trên đường. Thời gian từ nay đến hết tháng Giêng, áp lực giao thông sẽ rất lớn, nhất là trên tuyến đường dẫn đến khu vực đền chùa, danh lam thắng cảnh. Vì vậy, Công an huyện Đông Sơn sẽ tiếp tục siết chặt tuần tra kiểm soát để đảm bảo giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra ùn tắc và ngăn ngừa tai nạn giao thông. Tối qua ngày 15 tháng 2, đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban An toàn Giao thông huyện Thọ Xuân đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 47C đoạn qua xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, khiến hai người tử vong. Đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban An toàn Giao thông huyện Thọ Xuân đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ sâu sắc nỗi đau mất mát với gia đình người bị nạn. Mong muốn anh em họ hàng, bà con lối xóm và chính quyền địa phương trước mắt quan tâm chăm sóc hai cháu nhỏ bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để các cháu nhanh chóng bình phục, đồng thời quan tâm hỗ trợ giúp đỡ đùm bọc, giúp các cháu vơi bớt nỗi đau mất người thân, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, vào 11 giờ 40 phút ngày 15 tháng 2, trên quốc lộ 47C, đoạn qua xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, xe ô tô biển kiểm soát 36A83161 do Hà Văn Tuân, sinh năm 2004, trú tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân lưu thông theo hướng từ xã Thọ Lộc lên thị trấn Thọ Xuân, đã đâm va với xe mô tô biển kiểm soát 36D1-31302 do Lê Thị Thúy, sinh năm 1986, trú tại thôn 2 xã Xuân Phong điều khiển, chở theo chồng là anh Lê Đức Vinh, sinh năm 1983, con trai Lê Đức Gia Huy, sinh năm 2021 và cháu Trần Gia Bảo, sinh năm 2014, đi theo hướng ngược lại. Hậu quả khiến chị Thúy và anh Vinh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân. Hai cháu Huy và Bảo bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Qua test nhanh, người điều khiển xe ô tô trong hơi thở không có nồng độ cồn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn để xử lý theo quy định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.